Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với kênh YouTube Anh Khoa Channel. Và ngày hôm nay, cùng với thể loại đa mỹ, xin được giới thiệu tiếp tục với tất cả quý vị chuyện độc thế bất khả đáng từ nữ tác giả nhà văn Sài Cây Đảng. Nguồn truyện sschuyen.com xin được gửi lời cảm ơn đến các bạn với các chương 40, 41 và 42. Chương 40, nhóc con ti tiện. Mấy ngày nay ngủ không ngon rồi chứ hả? Hạ Diệu thầy thốt phủ nhận. Ủa sao tôi phải thế? Chẳng phải chỉ là đập hư chút đồ thôi sao? Cũng không phải không thể bồi thường mà. Ngoài miệng tuy nói cứng, kỳ thực á, trong lòng Hạ Diệu lại rất không đàng tâm. Huấn luyện viên ở đây tận chức tận trách, học viên cũng đoàn kết một lòng, vốn bầu không khí rất tích cực, kết quả lại nháo ra chuyện như vậy. Đập hỏng đồ chỉ là chuyện nhỏ, bất kính với huấn luyện viên mới là chuyện lớn. Cậu vốn định mượn buổi huấn luyện ngày mai để nói lời xin lỗi, kết quả lại thực sự khiến thiếu kiên nhẫn liền chạy tới đây trước. Ai đêm qua một giờ hơn còn chưa ngủ được, lăn qua lăn lại trong ổ chăn đến ngã lộn cổ. Trong mắt Hạ Diệu lóe lên một tia lãnh liệt. Nếu anh đã tới sao không kêu một tiếng hả? Viên Trung lạnh mặt bảo. Bạn cậu đập hết thiết bị của công ty tôi, dựa vào cái gì mà tôi phải nói chuyện với cậu? Vậy bạn tôi đập hết thiết bị, anh còn tính nhìn tôi làm gì nữa hả? Hầu kết Viên Trung trượt trượt, khóe môi lãnh liệt ném ra hai chữ nhớ cậu. Để che giấu vẻ mặt mất tự nhiên, Hạ Diệu cố ý nghiêng cổ liếc xéo Viên Trung bảo. Đừng dây dưa lằng nhằng nữa, rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền, thử kể xem. Viên Trung phải phả ra một luồng khói trắng từ mũi, thản nhiên đáp. Không tốn tiền, đều do tôi tự sửa, vậy tôi trả anh tiền nguyên vật liệu. Hạ Diệu nói, không cần tiền nữa, coi như miễn học phí cho cậu, từ nay về sau, tôi sẽ dẫn dắt cậu, tôi không cần anh dẫn dắt. Viên Tung tiến sát lại gần Hạ Diệu. Hạ Diệu dùng một nắm đấm chống lên ngực Viên Tung, kết quả hoàn toàn không địch lại nội lực cường đại phát ra từ lồng ngực hắn. Đế giày còn miết ra vết tích dữ tợn trên mặt đất, sống lưng dập mạnh lên tường. Viên Tung trầm giọng hỏi, sao không để tôi dẫn dắt, chẳng lẽ tôi ăn thịt cậu sao? Không nguyên nhân, chỉ đơn giản là không thích. Ánh mắt thô ráp của Viên Tung quét cọ lên mặt Hạ Diệu, hắn dùng khẩu khí đùa cợt bảo, hôm đó uống say là tên nhóc ti tiện nào cắn tay tôi không chịu nhả, bây giờ còn nói không thích nữa hả? Hạ Diệu bị ba chữ nhóc ti tiện làm kích động đến bên tai bốc lửa, dùng một trọng quyền về phía mi cốt của Viên Tung. Viên Tung nghiêng người né ra, Hạ Diệu đầu tiên là đấm vào khoảng không, sau đó quyền trái quyền phải đều bị Viên Tung tránh thoát, lại tung ra một cú đá xoay đẹp mắt đạp trúng phần bụng của Viên Tung. Viên Tung lù lù bất động, bàn tay to lớn nắm chặt bắp đùi Hạ Diệu không cho rút về. Hắn xoay tròn người cậu 360 độ, bưng lấy cặp mông rồi ôm vào lòng. Vốn tưởng rằng cứ thế chiếm được tiện nghi, kết quả là Hạ Diệu lại thừa dịp Viên Tung mất tập trung, bất ngờ quét một quyền thật mạnh về phía nách của Viên Tung, cũng chính là vị trí sau bả vai. Đây là yếu điểm của Viên Tung, là bộ vị mà Hạ Diệu phải nghiên cứu mấy ngày mới tìm ra được. Cái cảm giác đau đớn tê dại cực đại khiến cho Viên Tung buộc phải nới lỏng tay, trên ngón tay còn lưu lại xúc cảm xốp mềm của cặp mông. Đã nghe thấy hai tiếng gót giày vững vàng đạp mạnh xuống mặt đất. Hạ Diệu bị chiếm một chiêu tiện nghi là vẫn cười tươi như hoa. Lần đầu tiên Viên Tung thấy Hạ Diệu cười với mình như vậy, tâm tư vừa ngứa ngáy vừa bất đắc dĩ. Coi cậu kìa, cũng tinh ranh đó chứ. Hạ Diệu hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên, Hạ gia ta là ai cơ chứ? Tới đây chính là để học tập bản lĩnh của anh, nắm thớp anh. Một ngày nào đó anh còn dám đuổi theo tôi nữa, tôi liền đỡ khối thịt ở đũng quần của anh mà dở ra. Viên Tung chăm chỉ quan sát biểu cảm biến hóa của Hạ Diệu, khóe mắt cậu cong lên, mâu quang lưu động như một sợi tơ quấn dắt lấy dây thần kinh của Viên Tung. Hạ Diệu cảm nhận được ánh nhìn chăm chú không có hảo ý của Viên Tung, lập tức quăng trả một ánh mắt lãnh lệ. Nhìn tôi làm gì thế? Màu mắt của Viên Tung trầm xuống, trong ngữ khí toát ra cảm giác áp bách nồng đậm. Thằng nhóc đập phá hôm đó là ai? Hạ Diệu đáp, bạn tôi, thì chính là tên bạn mấy ngày không gặp liền nhớ nhung kia của cậu đúng không? Mấy lời từng nói này Hạ Diệu được quên cả rồi, không ngờ Viên Tung còn nhớ rõ thế nữa. Ngày nào hắn cũng niệm đi niệm lại mấy câu ấy trong lòng, bẻ dặn nhào nát, nghiên cứu kỹ càng từng chữ.
Lần trước á, tôi nói không phải là hắn mà là Bành Trạch. Bao nhiêu năm qua Bành Trạch chưa từng phân tách với tôi. Còn người này là Tuyên Đại Vũ, cũng là bạn từ nhỏ của tôi. Nhưng lúc tôi học cao trung á, thì hắn chuyển đi, đã nhiều năm không liên lạc, mấy hôm trước mới trở về. Mới trở về mà đã nóng hổi như vậy, đánh cậu một cái liền liều mạng đến thế. Anh có thôi đi không hả? Hạ Diệu nổi nóng. Khuôn mặt Diên Tung âm trầm đến cực độ. Kỳ thực hắn là muốn nói cậu bị đá, chỉ có thể để một mình tôi đau lòng. Mẹ kiếp kẻ khác đau lòng khiến tôi khó chịu. Chừng nhìn Hạ Diệu khoảng hơn 2 phút đồng hồ, Diên Tung mới trầm giọng lên tiếng: mong bị đá có đau không? Hạ Diệu giật giật khóe môi: sớm không việc gì nữa rồi. Việc Viên Tung không như Tuyên Đại Vũ, muốn quan tâm một chút còn phải trưng cầu ý kiến Hạ Diệu. Hắn trực tiếp ôm lấy thắt lưng Hạ Diệu, kéo sát lại gần, túm gợp cả quần dài lẫn quần lót kéo xuống, dây lưng cũng đứt luôn nữa. Hạ Diệu cảm thấy cặp mông chợt lạnh, ngay lập tức trợn trừng hai mắt, xách quần lên mắng chửi: mẹ kiếp anh muốn làm gì đó? Viên Tung thông dong trêu chọc: cặp mông trắng thật, hệt như bánh bao. Hạ Diệu nhấc lên cây gậy mà Tuyên Đại Vũ từng dùng, đuổi theo Diên Tung quật loạn. Ánh đèn bị chẻ ra thành vô số vệt bóng linh động, đuổi chạy ầm ầm trong phòng. Chương 41. Bất công. Nhoáng cái đã tới cuối tháng 9. Hạ Diệu ở công ty bảo tiêu của Diên Tung làm đặc huấn được hơn một tháng rồi. Từ học viên dự bị đã chuyển biến thành phần tử tích cực, rất mau chóng hòa hợp với học viên ở nơi này. Đến cuối tuần còn có thể tách ra và xách chút đồ ăn ngon từ trong nhà cầm tới chia ra cho các anh em cùng ăn. Những học viên này bình thường nhất á, thích là trêu chọc Viên Tung với Hạ Diệu, anh vợ với em rể. Bởi vì bọn họ phát hiện từ lúc Hạ Diệu đến, Viên Tung không còn quá nghiêm khắc như trước nữa. Từ thứ hai tới thứ sáu, ngoại trừ tiết học đặc biệt và những lúc giám sát theo thường lệ, thời gian còn lại cực ít khi thấy hắn lộ diện. Nhưng một khi tới cuối tuần, gần như bất chấp mọi kiểu thời tiết đều đến đây, một tấc cũng không rời. Hơn nữa có học viên tinh tế còn phát hiện ra Diên Tung cuối tuần ăn mặc rất khác so với ngày thường. Vào ngày thường không ai dám đề xuất ý kiến với Diên Tung, đó quả thực chính là tự tìm cái chết. Tới cuối tuần thì lại không như vậy, chỉ cần Hạ Diệu có mặt ở đây, Diên Tung sẽ mặt không đổi sắc mà nói một câu: để tôi suy nghĩ đã. Bởi vậy, một khi có ý kiến hay quan điểm gì, các học viên đều thực ăn ý mà để dành đến cuối tuần, túm Hạ Diệu tới để cùng đề cập. Thậm chí đến cuối tuần, các huấn luyện viên đều sôi nổi hẳn lên, rảnh rỗi liền trêu chọc Diên Tung với Hạ Diệu. Báo cáo tổng huấn luyện viên, vừa rồi lúc tập luyện thể năng, Hạ Diệu làm biến 20 phút. Báo cáo tổng huấn luyện viên, vừa rồi Hạ Diệu một mình ra ngoài nghe điện thoại, không đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ quy định. Báo cáo tổng huấn luyện viên, chiếu theo tiêu chuẩn trừng phạt từ trước tới giờ, ngày nên đá cậu ta 3 cú, đánh cậu ta 2 gậy, tịch thu điện thoại của cậu ta nữa chứ. Sau đó mấy huấn luyện viên híp mắt tà ác ngó chằm chằm Hạ Diệu, bị Diên Tung gọi vào văn phòng, đủ loại rình coi với nghe trộm. Mấy phút sau, Hạ Diệu bước ra từ phòng làm việc của Diên Tung, mấy gã huấn luyện viên làm như lơ đãng đi lại lại, giám sát học viên tập luyện. Kỳ thực hễ chạm mặt nhau lại thì thầm khe khẽ: kha, nhìn thấy không, túi quần lại phồng lên rồi. Mỗi lần Hạ Diệu bị Diên Tung gọi vào văn phòng giáo huấn riêng, khi đi ra đều sẽ phồng lên một bên túi quần, không phải túi áo mà là túi quần, bên trong đều là đồ ăn vặt, hiện tại là một thanh sô cô la hạnh nhân và 2 gói mâm xôi khô, đều đặc sản chính là của Đông Bắc, họ hàng gửi lên từ dưới quê. Hôm nào đó nó nặng lời còn có thể nhét thêm một bao thuốc lá, chỉ sợ ai đó giận dỗi mà thôi. Quan hệ giữa Hạ Diệu với Diên Tung cũng không còn căng thẳng như trước, lúc nghỉ ngơi cũng sẽ trò chuyện đôi câu, phần lớn là về việc huấn luyện. Hạ Diệu phát hiện Diên Tung này lúc đứng đắn lên cũng không tồi, hành xử quyết đoán, nhân cách chính trực, có tâm nghề nghiệp. Thỉnh thoảng lên cơn thiếu đứng đắn, Hạ Diệu có thể trốn thì trốn, không trốn được thì hắn sờ hai cái, đơn giản là chỉ mắng vài câu cũng không để bụng. Tần suất gặp mặt của Tiểu Yển và Đại Yển duy trì đồng nhất với chủ nhân của chúng. Cứ đến cuối tuần, Hạ Diệu sẽ xách lồng chim đến công ty, sau đó đổi sang một cái lồng rộng hơn, đem cả hai chú chim thả vào, treo lên một gốc đại thụ trong công ty. Cạnh sân huấn luyện của công ty có một hồ sen, lá sen rậm rạp, lại đã tới mùa thu hoạch củ sen. Hôm nay là 14 tháng 8 âm lịch, rất nhiều đơn vị cho nghỉ từ trưa. Công ty Diên Tung lại vẫn duy trì huấn luyện như thường, rất nhiều học viên đứng ngồi không yên, thừa dịp Hạ Diệu ở đây,
đều đề nghị không huấn luyện nữa, đi đào củ sen tập thể. Diên Tung vẻ mặt nghiêm túc nói có thể đào, nhưng huấn luyện xong rồi đào, muốn đào bao nhiêu thì cứ đào. Huấn luyện viên nói huấn luyện xong mới đào thì còn gì thú vị nữa, mọi người cùng nhau đào mới hào hứng chứ. Thì chính thế, huấn luyện xong thì trời tối mất rồi, đến lúc ấy là phải vội vã về nhà, ai mà còn tâm trí mà đào củ sen chứ. Thì bây giờ đào là buổi tối có thể mang về nhà rồi. Diên Tung vẫn nghiêm mặt, ngữ khí quyết đoán. Tôi nói không được là không được, trung thu với quốc khánh, có thời gian thì lại tới mà chơi, bây giờ chính là thời gian huấn luyện. Chúng học viên đều mất hứng quay về đội, ai cũng xị mặt, một bộ biểu tình tức giận mà không dám nói. Tiết thứ nhất kết thúc, Hạ Diệu đứng trước cửa sổ lầu 2, lẳng lặng nhìn hồ sen, cách đó không xa. Kỳ thực, cậu cũng muốn đào củ sen, từ nhỏ cậu đã là đại thiếu gia, được cơm bưng nước rót, chưa từng trải qua loại việc nhà nông như thế này. Diên Tung chậm chậm bước tới, đứng bên cạnh Hạ Diệu, nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu cũng muốn đào củ sen hả? Hạ Diệu đút tay trong túi quần làm vẻ mặt không hề gì. Không, tôi chỉ ngắm hai con chim chút thôi. Nói xong Hạ Diệu liếc nhìn Diên Tung một cái rồi bỏ đi. 5 phút sau, một tin tức tốt lành truyền vào dội. Viên tổng nói buổi huấn luyện chiều nay hủy bỏ, đi đào củ sen tập hết. Chương 42, đào củ sen. Các huấn luyện viên đem ra mười mấy bộ áo quần liền, đặc biệt lội xuống bùn đào củ sen. Diên Tung từ trong đó chọn ra một bộ chưa từng bị mặc, kiểm tra kỹ lưỡng một bộ dị một lượt, xác định không có chỗ nào rách, mới dễ tay gọi Hạ Diệu tới. Đây, con mặc bộ này nè. Xung quanh rầm rộ lên tiếng cảm thán. Ánh mắt trầm bén của Diên Tung lướt qua, đám học viên liền thành thật thật cúi xuống trang bị cho mình, không ai liếc sang bên này nữa. Mặc thêm cái quần đi, Diên Tung bảo Hạ Diệu, dưới nước nhiệt độ thấp, đông lạnh chân. Hạ Diệu ngại phiền toái, người ta con gái ngoài còn mặc một quần xuất trận, tôi đường đường một thằng con trai, sợ gì chứ. Nói xong liền đeo bao tay vào, khiêng sẻng, chuyên dụng, bừng bừng hứng khởi đi ra ngoài. Diên Tung nhìn dáng vẻ nôn nóng của cậu, khóe miệng hiện lên một tia cười. Vừa dẫm được một chân vào nước bùn, lập tức lún sâu nửa thước, bắp đùi bị bùn lầy bao bọc, hàn khí từ gan bàn chân lùi ra khắp toàn thân, thân thể tức thì run lên cầm cập. Lúc này Hạ Diệu mới hối hận, biết thế mặc thêm cái quần nữa, nhưng giá lạnh dưới chân cũng không ngăn lại được lửa trong lòng. Hạ Diệu cắn răng lò dò đi tới chỗ có lá sen rậm rạp. Loại chuyện vác xẻng đi làm việc nhà nông này không giống những việc khác, thân thủ tốt mấy mà không có kinh nghiệm thì cũng như không thôi. Hạ Diệu vụng về tay chân ở trong hồ sen loạn choạng, lò dò đi về phía trước, tìm được một vị trí lóng ngóng nhấc xẻng lên, đào ra một đống bùn nhão nhưng không phát hiện bóng dáng củ sen đâu. Diên Tung nhìn bộ dạng vụng về của cậu, khóe miệng cong lên một nụ cười. Hạ Diệu lại đào một tầng bùn nữa, vẫn không thấy củ sen đâu, đưa mắt ngó đông ngó tây một hồi, cuối cùng ánh mắt dừng lại lên người Diên Tung. Anh gạt người phải không? Ở đây làm gì có củ sen? Diên Tung hết cầm lên, cậu đào thêm một tầng nữa đi. Hạ Diệu nhẫn nại đào tiếp, bỗng nhiên mấy chợp nhọn đen đen hiện ra. Diên Tung, anh mau lại đây, thử nhìn giúp tôi xem đây có phải củ sen không. Bên cạnh có 3-4 người đang đứng, đều gần Hạ Diệu so với Diên Tung hơn, nhưng Hạ Diệu lại chỉ gọi Diên Tung, ngay cả chính cậu cũng chưa phát hiện. Trong khoảnh khắc cậu hưng phấn nhất, người mà cậu cất tiếng gọi chính là Diên Tung. Lần đầu tiên nếm được cảm giác được Hạ Diệu cần, đường nét khuôn mặt lãnh khốc cương nghị của Diên Tung không nở và trở nên nhu hòa. Hắn bước nhanh tới bên cạnh Hạ Diệu, đừng động vào để tôi đào cho, Diên Tung nói. Hạ Diệu nắm chặt sẻng không chịu buông, ngữ khí Diên Tung như đang dỗ dành trẻ con. Cậu đào lần đầu chưa có kinh nghiệm để làm đứt củ sen, để tôi đào trước một cái làm mẫu cho lát nữa rồi cậu tự đào tiếp. Hạ Diệu đành phải buông tay, cúi gập thắt lưng hiếp mắt đứng một bên quan sát. Thủ pháp của Diên Tung đặc biệt thuần thục, vừa đào vừa rửa sạch bùn đất, dần dần củ sen liền hiện hình. Đào xong dùng đất xung quanh, lại dùng sẻng nhỏ khoét sạch bùn đất dưới khúc củ sen, dùng tay nắm lấy khúc củ rồi lắc nhẹ một cái, củ sen liền lỏng ra. Cẩn thận kéo lên được một khúc, lại tiếp tục đào theo hướng mà nó sinh trưởng. Diên Tung vừa đào vừa dùng khóe mắt liếc Hạ Diệu. Tên kia hai tay chống đầu gối, cặp mông dễn dễn, chăm chú quan sát không rời mắt, hệt như đang nhìn chằm chằm vào kẻ thù của mình. Ở củ sen trắng, ở củ sen mập, mau mau hiện hình cho ta.
Diên Tung cảm thấy tim mình hệt như củ sen trong tay bị dáng vẻ mời gọi của Hạ Diệu đâm đến thủng lỗ chỗ. Diên Tung kéo ra một đoạn củ sen hoàn chỉnh từ trong bùn lầy, dài hơn một thước, còn có 2-3 nhánh phụ nữa, 5-6 chớp nhọn hết lên trông rất có sức sống. Ra rồi, ra rồi. Hạ Diệu kinh hồn một tiếng, ngờ ngợt hệt như đứa trẻ nông thôn lần đầu tiên được lên thành phố. Dưới sự làm mẫu cùng dốc lòng chỉ dạy của Diên Tung, cuối cùng Hạ Diệu cũng tìm ra được bí quyết đào liên tiếp được mấy củ. Trời bất tri bất giác đã tối, các học viên lục tục lên bờ. Lúc Hạ Diệu xách theo một túi củ sen to trở về phòng huấn luyện, trên mặt còn dương sắc đỏ bừng chưa tan, hùng hồn khoe khoang với học viên bên cạnh. Diên tổng bảo mọi người đừng về dội, uống bát canh gừng đã đề phòng cảm mạo. Đầu bếp trong nhà ăn đang hầm canh gừng, liếc thấy Diên Tung đẩy cửa tiến vào, đi thẳng tới bếp ga. Ôi chao, không cần đâu, tôi tự nấu là được rồi, đầu bếp nói. Diên Tung đáp một câu, anh cứ nấu của anh đi, tôi lo việc của tôi. Nói xong liền mượn lửa bếp châm một điếu thuốc, ngậm lên khóe môi, lấy ra túi củ sen to, đi tới bồn nước rửa sạch sẽ, lại múc ra nửa lon gạo nếp, tới bên bếp bắt đầu thoăn thoắt làm việc. Chúng ta vừa nghe qua 3 chương 40, 41 và 42 của Thế Bất Khả Đán, và anh Khoa xin hẹn gặp lại tất cả quý khán thính giả trong những chương tiếp theo ở lần đọc sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn.